Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã lập 2 đoàn kiểm tra công tác lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải trong cả nước. Thời gian bắt đầu kiểm tra từ ngày 13 tháng 12 năm 2021. Các đoàn kiểm tra của Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ làm việc với các sở giao thông vận tải, doanh nghiệp vận tải về công tác triển khai đôn đốc lắp đặt camera và kết quả lắp đặt camera trên phương tiện kinh doanh vận tải tại địa phương và khó khăn, vướng mắc, kiến nghị hoặc đề xuất. Trước đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ đã có nhiều văn bản yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương thực hiện lắp camera trên xe kinh doanh vận tải theo lộ trình tại Nghị định 10. Tuy nhiên, số lượng phương tiện đã lắp camera chiếm tỷ lệ rất thấp so với tổng số phương tiện phải lắp camera theo Nghị định 10. Đến nay mới có hơn 25.000 trong tổng số hơn 200.000 phương tiện kinh doanh vận tải đã lắp đặt camera, đạt tỷ lệ hơn 12-15%. Thưa quý vị, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC cho biết, kể từ ngày 6 tháng 12 đã tiến hành khảo sát điều chỉnh tốc độ lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi theo đúng tiêu chuẩn thiết kế của đường cao tốc và bắt đầu thực hiện điều chỉnh tốc độ trên tuyến cao tốc này từ ngày hôm nay, ngày 9 tháng 12. Tốc độ tối đa trên chính tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi lấy trình từ km 65+000 km 131+500 sẽ điều chỉnh từ 100 km/h lên 120 km/h. Tốc độ tối thiểu vẫn duy trì 60 km/h kể từ ngày 9 tháng 12 năm 2021. Riêng đoạn tuyến km 110+100, km 114+000, tốc độ tối đa là 100 km/h. Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi là một phần của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, là dự án đường bộ cao tốc đầu tiên ở khu vực miền Trung do VEC đầu tư quản lý khai thác. Dự án đưa vào khai thác toàn tuyến ngày 2 tháng 9 năm 2018. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa họp trực tuyến về tổ chức vận tải phục vụ Tết Dương lịch, âm lịch, lễ hội Xuân Nhâm Dần năm 2022 và đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các sở giao thông vận tải tăng cường quản lý hoạt động vận tải thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, chỉ đạo lực lượng thanh tra phối hợp với sở giao thông vận tải các địa phương có nhiều hiện tượng xe dù bến cóc, xe quá tải hoạt động để tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định. Đặc biệt, các đơn vị chức năng sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ, chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là các tuyến kết nối khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và đầu mối giao thông lớn. Từ đầu năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm chạy 5 tuyến buýt điện nội đô với ngân sách trợ giá 44%. Đây là lần thứ hai việc mở các tuyến xe điện này được đề xuất nhằm đa dạng loại hình vận tải hành khách công cộng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và giảm ô nhiễm môi trường, phù hợp với mục tiêu phát triển vận tải công cộng, giảm ô nhiễm. Khoảng 77 xe điện được đầu tư trong 5 tuyến xe buýt nói trên, mỗi xe 65-70 chỗ gồm cả đứng và ngồi, chạy bằng điện, hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Giá vé được đề xuất là 5.000 đến 7.000 đồng một lượt tùy tuyến. Đối với học sinh sinh viên, giá vé là 3.000 đồng một lượt. Dự kiến các tuyến xe buýt này sẽ khởi chạy từ quý 1 năm 2022, thời gian thí điểm dự kiến trong khoảng 2 năm.